ăn đòn này con này không lên, không lên. Muốn chín châu sao hát được kinh thật. Cái gì này, cao này bao nhiêu? 49. Kéo này có cái dầu mình kiểu gì mình không lên. Sợ dầu. Bình thường con này có rồi. Bình thường. Một con đầu tiên. Tao hát được. Lại kênh rồi. Bấm mẹ mà để vào đây, bấm vào giữa rồi. Thằng thâm này để như thế này. Đang nóng thì sợ nó mềm. Tôi nghĩ chưa mềm lắm đâu. Đi. Nên được. Mần. À, cái này phải ba mấy HRC cơ. 28 thì lên được ba mấy. Hết rồi đây. Hết. Phải lên chưa? Nhảy một giây. Đấy. Rồi mềm rồi. Các đồ à? Các đồ được rồi. Con này là anh mới sao? Nào mà quay lên là thằng lùn địt mẹ vỡ đầu giờ. Em không lên HRC à? Ngu lắm. Con này này. Khủng thật, tao mới nhiệt lại, tao mới trả lại. Nhìn chưa? Khủng chưa?